bộ phim của S. Quang Ngọc. Đạo diễn Đinh Công Hiếu. Giám đốc sản xuất S. Quang Ngọc. Kịch bản S. Quang Ngọc. Do Cellular sản xuất và phát hành. Một khi tòa án đã không xử lý được tội lỗi của các người, lúc đó cờ đó sẽ thay chính nghĩa, đòi lại công bằng. Chuyện đã ra ngoài ánh sáng mà vẫn không giải quyết được. Thì ta nên thanh trừng. Không dừng nên phải tiếp tục chạy. Từ quá khứ làm nên ta hôm nay. Niềm tin công lý rồi sẽ được vực dậy. Đi thăng bằng giữa lằn ranh thiện ác. Thế lực ngoài kia tụi mày hãy chờ đó. Nỗi khiếp sợ của đời mày sẽ đến khi thứ trước mắt mày thấy là cờ đỏ. Ngày thanh trừng. Hôm nay chúng ta sẽ có một tình huống như thế này. Anh Cường và chị Lan là một cặp vợ chồng đang định ly hôn. Họ tìm đến luật sư Bình là bạn học cũ và cũng là trưởng văn phòng luật sư X để nhờ luật sư Bình tham gia phiên tòa này để bảo vệ quyền và lợi ích cho cả hai. Sau khi thảo luận, luật sư Bình nhận thấy cả hai đang có những bất đồng về phân chia tài sản nên đã đưa ra một cái ý như thế này. Luật sư Bình sẽ bảo vệ một người và cử một luật sư khác ở văn phòng luật sư X bảo vệ người còn lại. Phương án này thì anh Cường đồng ý. Có nghĩa là luật sư Bình sẽ bảo vệ chị Lan và cử luật sư Quang bảo vệ cho anh Cường. Theo các bạn, luật sư Bình làm như vậy là đúng hay không? Nguyễn Tiến Phong! Gì vậy thầy? Tại sao em lại ngủ trong lớp học? Nếu em cảm thấy tiết học của tôi không quan trọng hoặc là quá nhàm chán, em có thể đi ra ngoài. Em không thể ra được. Vì không đủ số tiết, em không thể qua môn. Còn nội dung bài diễn của thầy, em đã nắm. Em lúc nào cũng cho mình hay và giỏi đúng không? Giải quyết tình huống trên bảng cho tôi.
Luật sư Bình đã thấy anh Cường và chị Lan có những bất đồng về tài sản, nhưng lại tư vấn cho họ rằng luật sư Bình sẽ bảo vệ cho chị Lan, đồng thời phân công cho một luật sư khác trong công ty là anh Quen bảo vệ cho anh Cường. Việc làm của luật sư Bình là sai với pháp luật vì vi phạm điểm A khoảng 1 điều 9, cung cấp dịch vụ pháp lý có quyền lợi đối lập cho khách hàng trong cùng một vụ việc. Luật sư Bình còn vi phạm điều 11.2.3, luật sư trong cùng một tổ chức hành nghề không đồng thời nhận vụ việc của khách hàng có quyền lợi đối lập. Wow, đúng là tiên phong, có nhìn sơ một phát mà đã biết đáp án rồi. Ngầu quá à. Im lặng, thì lớp chứ không phải cái chợ nha. Thầy cũng hỏi gì nữa không ạ? Không, em có thể ngồi xuống. Đẹp trai mà còn giàu nữa, bà ảnh là góp phần xây dựng trường á, cho nên là thầy hiệu trưởng cũng phải nể mặt ảnh mà. Ước gì người con trai là có tôi. Chị gì? Em học lớp kế bên của anh. Bánh này em tự làm, em tặng anh. Cảm ơn. Đi. Hả, cậu chủ nói gì? Đi chú ơi. Giàu có ra bao nhiêu mà ra dễ vậy trời. Nhìn cái mặt nó lúc nào cũng vênh váo, đi còn hách mặt lên trời, nhìn thấy ghét không chứ? Thông cảm cho thằng Kai đi ba. Thằng Kai vừa giàu, vừa đẹp trai, thằng nào cũng ra dễ vậy trơn á. Sở dĩ mặt hai đứa bay á, còn dưới đất á, do là đứa nghèo, đứa xấu. Vậy thôi à. Đừng gì dễ thương anh hai mới ghẹo chứ. Anh hai hãy chọc em. We'll be right back.
anh lên gặp tôi một chút. Vâng ạ. Chào đội trưởng. Làm ơn cho em hỏi nhà vệ sinh. Cậu là ai? Cậu có vụ gì đấy? Đã buồn quá. À, đi thẳng, vào trái. Dạ dạ, cảm ơn. Cậu là ai? Cậu có vụ gì đấy? Cậu là ai? Cậu có vụ gì đấy? Anh lên gặp tôi một chút. Anh lên gặp tôi một chút. Anh lên gặp tôi một chút. Sao đang trượt bỏ ra đây làm cái gì vậy? Ủa? Không phải anh kêu em lên đây sao? Tôi kêu cậu lên đây hồi nào? Các cậu nãy giờ trực ở đây á, kiểm tra camera có thấy phát hiện khác thường gì không? Dạ, em kiểm tra nãy giờ rồi anh, không có gì khác biệt cả. Cậu đi vô coi coi. Camera bị hack rồi. Mau tản ra kiểm tra toàn bộ công ty với tôi. Dạ. Còn các cậu nữa, nhanh chóng khôi phục camera. Mau lên. Dạ. Không có nó ở đây rồi. Mau kiểm tra chỗ khác, nhanh lên. Ba đi xuống.
có làm gì nữa. Dí theo bắt lại. Thì gửi mail. Lần này lại là chuyện gì nữa đây? Mỗi lần Ad gửi mail thì đều phải tăng ca. Thôi, anh Quân thế nào cũng đòi họp đột xuất à. Bây giờ khuya rồi, tôi muốn đi về nhà, đừng ai nói cho anh biết là có mail nha. Tất cả vào họp. Anh cũng có trong mail mà. Cậu chủ, sáng rồi, dậy đi học đi. Cậu chủ, dậy đi học nào. Đợi nữa ác mộng giữa ban ngày. Cậu mà còn ngủ nướng hoài không dậy sớm là trễ học đó. Chú đi thay đồ đi, nói chuyện với tôi. Hả? Cậu nói cái gì? Chú đi thay đồ đi. Đâu có được. Hôm nay Tử Vi nói tôi hợp với màu xanh đọt chuối, sao thay đồ được. Trời ơi cậu chủ, sao sáng nào cũng dậy trễ hết vậy? Phải dậy sớm đi học chứ. Biết rồi, không có tôi á, không biết ai sẽ lo cho cậu đây nữa. Mà nghĩ cậu cũng giống con tôi thiệt. Ôi rồi nói gì không ơi hỡi gì hết vậy? Biết rồi là người vô tâm thiệt. Ngô Thiện Trung đã bị bắt vì thủ két và tham nhũng. Sáng nay, lực lượng của phòng cảnh sát hình sự công an thành phố. Hôm nay tâm trạng của cậu chủ có vẻ tốt. Tính đến thời điểm hiện tại, S đã gửi rất là nhiều những tập tin quan trọng đến cho chúng ta. Bên trong đều chứa rất là nhiều những tài liệu phạm pháp của rất nhiều tập đoàn lớn. Dù đã rất cố gắng nhưng chúng ta vẫn không thể nào tìm ra được địa chỉ IP của S. Cứ tình hình này em cho rằng S sẽ còn tiếp tục hành vi phạm tội của mình. Em thấy việc làm của S cũng không hẳn là phạm tội. Bởi vì rõ ràng chính anh ta đã giúp chúng ta đỡ tốn thời gian để bắt những kẻ xấu xa kia. Đúng không? Tính đi tính lại thì S vẫn là một người tốt. Tốt cái gì mà tốt? Hành động đột nhập vào công ty người khác và ăn cắp thông tin như vậy, đó chính là phạm pháp. Nhưng không nhờ SC thì làm sao chúng ta bắt được những kẻ xấu xa kia? Bọn chúng đều là những người có tiền và có quyền lực. Chẳng phải mấy năm nay có những vụ án mà chúng ta phải đóng hồ sơ sao? Rồi mắc gì căng? À, dạ em muốn khẳng định cái lời nói của em là đúng thôi sếp. Dù mục đích tốt đẹp thế nào đi chăng nữa thì hành động đột nhập vào công ty người khác và ăn cắp thông tin như vậy chính là phạm pháp. Nhưng theo quan điểm của tôi á, S không phải là người để xấu. Để hồ sơ trong phòng, tôi muốn kiểm tra kỹ lại hồ sơ này. Tất cả mọi người làm việc đi. Bà phải nghe tôi. Sếp ơi. Ôi,
biết những gì đã qua, hãy nhìn ra con đường phía trước và tiếp bước chặng ngày gian lao. Dù rằng có khó khăn là bao, giọt nước mắt lúc mẹ sinh ra là câu ca dẫn ta vào đời. Chẳng vinh quang nào được tô son, tìm bình yên trong ngàn sóng tố. Mình kêu con cuộn bắt em á. Con ơi. Mẹ kiếp, mày dám trốn từ tao hả? Quay coi. Tha cho tôi đi mà. Mày lại, mày dám xí vào chuyện của tụi tao. Thích. Mẹ. Mày nhớ mặt tao đó. Cô đi về đi, theo tôi làm gì? Cô đi về đi, theo tôi làm gì ạ? Cô ăn từ từ thôi, có ai dành nắng với cô đâu. Sao cô ăn no còn theo tôi làm gì? Thì anh là người tốt. Sao không về nhà đi? Em không có nhà. Ba má em qua đời, em có một người chị ở gần nhà, hứa là dẫn em lên Sài Gòn để làm việc. Nhưng mà chị ấy lừa gạt em, bán em sang Campuchia. Bọn chúng ép em tiếp khách, khó khăn lắm em mới trốn về đây được. Cô tên gì? Anh Thư. Thank you.
Cảm ơn anh. Ăn đi. Sau này đừng có làm vậy nữa. Chuyện ăn uống cứ để cho anh lo. Cho em nè. Tuấn là ai không? Là anh nào? Chàng này tới chơi anh chẳng? Mày bảo cây đâu? Mày bảo cây. Em quên. Dạ. Em mới quên, anh không cảm em nha. Nè, em đưa liền. Để em còn nhiêu đây anh còn đỡ em nha. Dạ. Nhiêu đây hả? Mày biết Tuấn là ai không? Là anh nào? Thôi anh trai.
anh chị thông cảm em. Mấy anh em bị ngu quá. Cả nhà nó bị khùng, em bị trách nó nha. Xin lỗi anh, em hứa ngày mai em đưa đàng hoàng đầy đủ. Hôm nay tao cảnh cáo tụi mày, ngày mai phải đưa nhiều cho liền hơn nha. Rồi, về đây. Làm gì đó? Hôm qua anh kêu em mở khóa cái laptop này. Em đã mở xong rồi nè. Được lắm. Đã hết rồi, hệ thống an ninh thành công. Vân tay qua có thể mở khóa. Em không thắc mắc gì à? Thắc mắc gì? Mạng của em là anh cứu, cuộc đời của em là anh cho. Anh là người tốt nên những chuyện anh làm chắc chắn là chuyện tốt. Nhưng mà chuyện anh làm rất là nguy hiểm. Có anh ở đây rồi, em còn sợ gì nữa? Em có chắc không?
đã xong, anh có thể vào phòng. Bà định làm gì tôi? Bà làm gì tôi? Ai làm gì ông? Em gửi mail kìa. S gì gửi mail? S vừa gửi cho chúng ta một bằng chứng rất quan trọng của tập đoàn Khải Thịnh. Tất cả vào họp. Ủa cái ông S này sống giờ Mỹ hay vậy trời? Không ngủ để cho người ta ngủ chứ. Đi. Sếp vừa bắt giữ chủ tịch tập đoàn Khải Thịnh. Thiên Phong, anh coi nè. Nhiều người rơi vào khó khăn, nợ nần chồng chất, thậm chí phải tự sát vì dính vào cờ bạc áo trên mạng. Ngoài mặt thì mở công ty kinh doanh thực phẩm, nhưng thực chất là mở xong cờ bạc ảo. Hóa xong camera và cổng điện tử. Đã sao chép toàn bộ tài khoản của người chơi và chuyển tiền vào tài khoản ảo của S. Tin hấp nhất hôm nay này hàng loạt các mạng đưa tin mạnh mẽ và sấm sét bản nào để chặn mạng công ty này. Biết đó hợp pháp nhưng cũng đã giúp đỡ nhiều người. Đang ép đặt ra những mặt hàng để giúp đỡ đồng bào về cơ bản nào ép đang là tốt cho việc hiện tại dành cho mình.
Ad cầm đầu nổi tiếng. Chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm danh tính của Ad. Ad là một nhân vật nổi tiếng. Ai đối tượng hay mục đích này là gì? Việc mà có hàng loạt sự can thiệp vào công tác điều tra của lực lượng. Còn trên các trang mạng xã hội thì Ad được cộng đồng mạng gọi là siêu nhân giữa đời thường vì đã giải quyết được nhiều vụ án khủng bố, nhưng chỉ được thoát khỏi cảnh khốn cùng. Vậy Ad là ai? Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin và cập nhật sớm nhất. Các cậu làm ăn kiểu gì vậy? Tôi xin lỗi. Tôi không muốn nghe lời xin lỗi từ cậu. Cái điều tôi đang cần là phải bắt trong được Ad kìa. Chúng tôi đã cố gắng lắm rồi. Ad quá cẩn trọng, không để lại bất cứ manh mối gì cả. Tôi không cần biết lý do của các cậu là gì. Cái điều tôi cần bây giờ là phải bắt cho bằng được Ad. Nếu không, báo chí mà nhào vô đăng bài tràn lan thì lúc đó ai còn tin cảnh sát nữa. Tôi nói vậy cậu có hiểu không? Dạ hiểu. Vậy thì cậu đi làm ngay đi. Dạ sếp. Coi bộ anh Quân như phòng sếp hơi bị lâu à. Kiểu này chắc chắn bị sếp soạt cho một trận rồi. Xác. Tôi tưởng như nhau. Chứ còn gì nữa. Hôm nay báo chí cả nước đăng tin Ad phá sàn vụ cờ bạc ảo, trả lại hết tiền cho các con bạc. Kỳ này thế nào sếp lớn cũng nói điên. Tất cả mọi người chuẩn bị vào họp. Từ giờ cho tới lúc bắt được Ad, ngày nào chúng ta cũng phải tăng ca hết. Một ngày có 24 tiếng, tôi ở đây hết 16 tiếng mà bây giờ đòi tăng ca nữa. Chắc về nhà dọn đồ qua đây ở quá ha. Kẻ cầm đầu sòng bạc ảo vừa bị bắt. Có viết về anh nữa nè. Phải chi hôm bữa mà anh để cho em đánh tụi giang hồ đó chậm, nó cứ tới phá mình hoài sao mình làm ăn. Đúng rồi. Tụi bay thấy tụi nó đông không? Đông lắm. Một mình em chấp 3 thằng. Tuyệt vời. Rồi bây giờ mày đập bể đồ ở đây rồi mày có tiền đền cho ông chủ không? Có không. Không. Tao chỉ muốn yên ổn làm ăn thôi. Bây giờ tụi nó cần tiền thì đưa tụi nó tiền là xong, chứ có gì đâu. Xong. Mày sao cứ... Anh cứ làm vậy hoài á, tụi nó ngồi lên đầu anh á. Ngồi lên đầu anh luôn đó. Tao đập lên đầu mày á. Mày lớn rồi mà sao mày như con nít vậy? Mày có con rồi mà. Biết suy nghĩ chút đi. Mày có chuyện gì rồi con mày sao? Tao nói cho mày biết tao đã từng sống cuộc sống như tụi nó rồi. Giờ tao không muốn sống như vậy nữa. Tao không muốn thấy cái cảnh anh em vì tiền mà chém giết lẫn nhau. Mày hiểu chưa? Nghĩa khí anh hùng. Nghĩa khí gì đâu mày ơi. Tao sống vậy đó giờ. Nếu trên đời này ai cũng nghĩa khí anh hùng giống như Ad thì hay biết mấy. Ad là ai? Không biết hả? Trời ơi, dạo này ông nổi như cồn luôn á. Chuyên lực những vụ án bị ém nhẹm đưa ra ánh sáng. Luôn đứng về phía người dân, lấy tiền của người giàu chia cho người nghèo. Hiểu chưa? Sao tới giờ em vẫn chưa được nhận ta? Ai đưa đây ra coi coi. Dạ.
Ed hả? Tìm hiểu về thằng Ed cho tao. Ừ. Còn chuyện thằng Tuấn, như cũ, cứ chăm sóc nó càng đặc biệt càng tốt. Đâu vậy anh? Bắt đầu từ bây giờ, đây là căn cứ bí mật mới của chúng ta. Hả? Nhưng mà ở nhà mình có căn cứ bí mật rồi mà. Ừ. Chỗ này thực hiện quá nhiều phi vụ, cả đen và đỏ ai cũng muốn thả Ed, nên căn cứ bí mật về đây sẽ an toàn. Ừ. Nhưng mà nhà đẹp quá à. Em đi coi thử nha. Toàn là máy mới. Em dùng thử đi. Thích nơi này không? Thích chứ. Đâu cậu chủ, tôi vẫn van bình thường mà. Đi ra, đi, đi ra, giết mẹ vợ đó. Đi, đường vô. Đi vô. Tụi bay đó, im lặng. Thêm con bé này là đủ số lượng rồi, ngày mai có thể xuất hàng. Không đủ lòng nhóc tụi nó rồi tính sao? Không sao đâu, tôi bỏ nó ở đây nó cũng chạy đi đâu được á. Em lên giết á. Đâu im ra.
Thiên Phong. Anh Quân. Em về lúc nào? Sao không điện cho anh? Em cũng mới về. Số điện thoại em mất hết. Ơi hèn gì. Mà bây giờ em có muốn điện anh cũng không được nữa. Anh chuyển nhà được 2 năm rồi. Ngồi chơi với em. Hả? À, ok em. Lâu quá không gặp, thấy em khỏe giờ anh mừng quá. Dạ. Ồ, bạn em à? Dạ. Anh Quân, em mua cà phê đậm đặc cho anh rồi nè. Bao đêm nay tăng ca, sáng về sớm luôn á. Nãy em trả hết. Làm gì nhìn dữ vậy? Đình Trung. Đình Trung. Quán này có món kem ngon quá anh. Anh bị đau miệng hả? Cảm ơn. Cậu ấy dễ thương quá ha. Tất nhiên rồi. Lính anh mà, ai cũng dễ thương vậy đó. Thôi, tới giờ anh đi làm rồi. Em cho anh số điện thoại em đi. Khi nào rảnh anh em mình chơi bóng rổ. Ha. Rảnh thì điện em. Ok em. Thôi, mọi người ngồi chơi. Anh đi. Cảm ơn anh. Đi Chung ơi. Cảm ơn mọi người nha. Để em chơi. Người ta đã trao nhau số điện thoại, mình cũng trao nhau đi chứ. Ủa, sếp. Anh làm sao vậy? Không ngờ lại gặp anh ấy ở đây. Không phải hai người là bạn hả? Nhìn anh với anh ta rất là thân mà. Nhưng anh ấy là cảnh sát. Cái gì vậy trời? Chuyện gì vậy? Nè, làm sao anh ta biết được Facebook của em mà tìm ra em? Nhân ơi! Đại ca. Đại ca. Cái gì vậy? Chào đại ca. Kéo ra đây đông cái gì? Sao đại ca lẫn trốn tụi em cực khổ lắm á mới tìm được đại ca đó. Tôi nói với mấy cậu bao nhiêu lần rồi, tôi không còn là đại ca của mấy cậu nữa. Tôi đang muốn sống cuộc sống bình thường thôi, thôi về đi. Đại ca, quay về Hắc Long Bang dẫn dắt tụi em đi. Từ khi đại ca đi, nơi đó như rắn mất đầu. Tụi nó toàn làm chuyện phi pháp. Tới tụi trẻ em, nó cũng muốn bán luôn đại ca à. Bây giờ tôi về tôi làm được gì? Và đây là quyết định của tôi rồi. Tôi sẽ không quay về đâu, hiểu chưa? Đại ca mà không về, tất cả các anh em trong ban hội nhất định sẽ đi theo con đường xấu đó. Đi theo xấu hay tốt, đó là quyền quyết định của anh em. Không ai bắt ép được hết. Vấn đề là nằm ở anh em thôi. Đại ca. Vậy thôi tụi em về. Thôi tụi em về. Có gì cần cứ gọi tụi em nha. Thì đại ca còn nhất định tụi em sẽ có mặt. Thôi đại ca em. Về. Nhìn vậy.
Dạ. Anh coi á, em đi đái cái. Em chạy hướng này, anh sẽ dụ tụi nó chạy hướng khác. Ngoan, chia nhau ra chạy, còi trống sẽ cao hơn. Đi đi. Nó kìa, nó cao kìa. Đứng lại. Mày, ghê quá. Giờ mưa tàu cho bằng mày. Má, to nghe thì ôi, có chuyện gì vậy? Cái đứa phụ đứa bé kìa. Anh đợi một chút nha. Sao vậy em? Hả? Em tên gì? Tường Vi. Em không nói được hả? Nhà em ở đâu? Thôi được rồi, đi theo chị. Từ từ thôi, chỉ còn nhiều mì lắm. Uống nước đi. Ăn no chưa? Ăn xong rồi chị đưa em lên ngủ nha. Bình thường làm việc ở đây xong chị cũng hay ngủ lại. Hay là lên ngủ luôn nha. Bây giờ chị đưa em lên ngủ, xong rồi chị sẽ đi về. Chị không thể đưa em về nhà được. Tạm thời em cứ ở đây đi. Mỗi ngày chị sẽ mang đồ ăn tới cho em ha. Ngoan. Chuyện gì? Đi đâu giờ này mới về? À, ở ngoài mát quá nên là em muốn đi dạo thêm một chút. À, em có chuyện này muốn nói với anh nè. Em vừa mới điều tra ra được một đường dây buôn bán chị em.
Chưa tới 10 phút, nhanh hơn em dự tính đó. Em chưa lo hết đi. Em ai có gia đình thì mang về cho gia đình, còn ai không có thì mang vào cô nhi viện, dùng danh nghĩa S lo cho bọn trẻ. Có hỏi được gì không anh? Em nói rồi, tất cả những công ty mà S đột nhập đều có vấn đề. Đó là lý do tại sao họ không báo cảnh sát. Không hỏi được gì đâu. Em ơi, cậu đi điều tra thêm các công ty S đã từng đột nhập, xem có điều tra thêm được gì không. Ok. Ngày hôm nay, Chủ tịch Nguyễn Trần Quang Huy đã ký hợp đồng thành công với Tập đoàn Y tế nước ngoài. Xong camera và chuông báo động. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hùng của công ty TP vừa bị bắt, hắn khai rằng do mâu thuẫn cá nhân nên đã ra tay tàn độc. Thư 1K3 không mở được. Thì anh lấy luôn máy tính đi.
máy có định vị. Mặt trời ló dần lên đến ngày thánh trần, không một tiếng động vang, không cần ăn mừng. Lộ ban chắc tinh tinh bên trong căn phòng, đặt công lý cười bên đến ngày thánh trần. Có chuyện gì? Chị có thấy ai bịt mặt chạy ngang qua đây không? Hình như chạy hướng đó đó. Cảm ơn. Tụi nó đi rồi, anh ra đây đi. Cô là ai? Tôi là Quỳnh Chi, người tình của Quang Huy. Vậy tại sao lại giúp tôi? Anh là S phải không? Ba cô mới tới. Sao tiến độ công việc ngày càng chậm vậy? Thằng S nó phá mình nữa ba. Toàn bộ công ty con đều bị ảnh hưởng. Ba đã kêu con nói với khách hàng Tuấn về giúp. Tại sao tới giờ vẫn chưa xong? Tại sao phải là nó? Con đủ sức mà ba. Bây giờ con nghĩ là nó chỉ lo cái việc sửa xe của nó thôi chứ. Kế hoạch K3 của mình, ông Hùng là người phản đối, nó theo phe ông Hùng. Rồi nó lại âm thầm rút khỏi tập đoàn. Chắc chắn là nó có âm mưu. Con nghĩ là ba nên về chừng nữa đó. Hay là bây giờ ba sớm xét nhập hai công ty lại đi ba. Rồi công khai mối quan hệ của cha con mình. Con nghĩ là đó là cách tốt nhất để con ra mặt giúp ba đó ba. Giờ chưa phải lúc. Tuy ba nắm toàn bộ tập đoàn này, nhưng người giữ cổ phần nhiều nhất không phải ba. Con về trước đi. Bao giờ có chuyện ba sẽ gọi con sau. Dạ ba. Chuyện tôi dặn, cậu làm tới đâu rồi? Thưa ông chủ, con đã điều tra. Cậu chủ không hề đến gặp anh Tuấn để nói chuyện, mà cậu chủ chỉ sai đàn em đến để phá chỗ làm của anh Tuấn thôi. Con nghĩ là cậu Huy nói đúng. Anh Tuấn vẫn đang giữ một cái USB về dự án K3. Con nghĩ là ông chủ nên suy nghĩ lại. Tới thẳng gặp thằng Tuấn và khuyên nó. Dạ, ông chủ. Em xin lỗi, em không biết là máy tính của hắn là bảo mật cao như vậy. Thay vì xin lỗi, em nên nghĩ mình sơ suất ở đâu, lần sau không tái phạm là được. Vậy là anh không giận em nữa hả? Ừ. Em biết rồi. Hôm nay nghỉ lại ở đây đi. Chờ đợi ngày tháng ngày đã mãi
xa vời. Từ sao chị em sao vậy? Anh chị lặng lẽ cho vơi đi. Hôm nay chị làm việc không tốt, chút nữa thì hại anh ấy rồi. Chỉ vì anh đã mất đi hết bình yên. Còn lại cả buồn bã đêm đêm. Không sao đâu, chị ngủ một giấc là hết thôi à. Hiện tại của chúng ta ai chung tình được mà. Anh ấy đang ở dưới nhà. Em tuyệt đối đừng bước ra khỏi phòng này nha. Anh mà biết được là chết hai đứa mình luôn đó. Dạ. Khoan. Ây dạ. Chị tắm xong rồi hãy ngủ. Để yên cho chị ngủ. Sao đâu, có ba rồi. Con chạy tìm hai, nhanh lên đi. Nhanh lên, nhanh lên, chạy tìm hai, nhanh lên. Chạy nhanh lên. Cơm đủ ba bữa chưa? Dạ. Dạ rồi anh. Vì sao nó thoát? Dạ. Dạ em xin lỗi anh. Tụi em đuổi đến gần phòng cô Quỳnh Chi thì Ed biến mất. Tụi mày biết cuộc đời tao ghét nhất là gì không? Dạ. Tao ghét nhất là lời xin lỗi á. Quỳ xuống. Dạ anh. Anh tha cho em anh. Em xin lỗi. Tao nói là tao ghét nghe lời xin lỗi. Nằm xuống đi. Tao không muốn máu mà dính vô người tao.
Lâu nha. Em tưởng là hôm nay anh không đói với em chứ. Tôi đang cầm một hợp đồng từ Mỹ. Tôi sẽ tặng cho ông 4 triệu liều vaccine và cái test Covid các loại. Ông thử nghĩ xem, với số vaccine này ông mang ra ngoài, không cần bỏ vốn, ông sẽ thu được khoản lời bao nhiêu. Hợp đồng tôi đang cầm trong tay. Ông cứ ở nhà, hàng sẽ về tận kho. Ok. Giữ hợp đồng phi pháp, toàn bộ thông tin nằm trong laptop của hắn. Nhưng mà máy của hắn bảo mật cực cao. Tôi sẽ lấy pass cho anh. Trung, tối nay bị cái gì vậy? Sao vậy? Bị gì?
Chỗ này của tôi đau quá. Đi. Đi đâu? Đi bệnh viện. Nè, bệnh tim là không có làm cảnh sát được đâu nha. Đi. Khùng hả? Bệnh tim hồi nào? Chứ sao? Nữ thần của tôi không rep tin nhắn. Cô ấy chỉ xin rồi biến mất. Tôi đau quá mẹ. Giờ này mà còn tin nhắn. Người ấy của tôi chỉ cần nhìn nhau thôi là đã hiểu đối phương nghĩ gì rồi. Nói bà ngốc nghếch thì tự ái. Tốc độ trả lời tin nhắn tỷ lệ thuận với tình cảm của đối phương dành cho mình. Biết cái gì? Ông Quân đang căng thẳng trong kia đó. Ông ngồi đó mà lo yêu đương bồ bịch đi. Liệu hồn đó. Tôi bây giờ chỉ muốn cắm đầu vô công việc thôi. Ok, mọi người vất vả nhiều rồi. Về nhà nghỉ ngơi thôi. Yeah. Thời gian này hơi vất vả một tí. Khi nào bắt được S, tôi sẽ cho mọi người nghỉ phép. Ủa? Nếu cả đời mình không bắt được S là cả đời mình không được nghỉ phép hả sếp? À, sếp, sếp đừng có nghe lời của ổng. Em nghĩ sớm muộn gì mình cũng gặp được S. Dạ đúng vậy. Dạ, em đi trước nha sếp. Em xin phép. Kêu tao ba nó đập đầu mày á. Ăn. Cái giờ thấy thằng Đạt đâu? Ai biết nó. Ê, mày anh chạy. Chuyện gì mà đánh nó dữ vậy anh chạy? Hôm nay mày không trả tiền là nó không xong với tao đâu. Nợ. À. Nợ gì vậy? Nó đánh bài thua. Thiếu nợ tụi tao không trả. Đánh nó là đúng rồi. Mày đánh bài nữa Đạt. Ông chó anh ơi, tụi nó lừa em, tụi nó bắt em mượn nợ anh. Ai lừa mày? Thôi anh. Nhưng mà tại sao mày đánh bại? Con em thiếu tiền chữa bệnh mà anh. Hôm bữa anh em mới góp tiền cho con mà chữa bệnh được còn đâu. Hôm qua tụi nó chặn đường em. Tụi nó bắt tiền trả nợ. Em không đủ tiền chữa bệnh cho con em cho nên là bây giờ em mất nợ cả đống. Mấy anh. Nhưng mà nó thiếu anh nhiều. 100 triệu. Cái gì? Tao thiếu mày có 30 triệu. Cái gì không? Em đem cao tên sóc mày mệt. 20 triệu là từng lại. Tụi mày đến tao gì cũng cho. Thôi anh bình tĩnh. Anh bình tĩnh. Em trả. Tiền đâu mà trả anh. Vô trong lấy đi. Cái tiền đó là tiền người ta cọc cho ông chủ mà. Đi lấy đi. Tao sẽ nói chuyện với ông chủ sao? Đi. Báo nữa. Anh tôn cô em. Mấy anh bình tĩnh. Ngày em lấy tiền ra liền. Mấy anh cầm tiền rồi á thì đi giùm. Lần sau cần tiền á thì alo tao. Anh Tuấn, lỗi anh. Coi có bị thương đâu không? Đưa đi bác sĩ kiểm tra đi. Hôm nay nghỉ đi. Báo nữa đấy.
Anh Huy, thằng ấy cơ, nó lại phá sập một sàn cờ bạc ảo của mình. Mất bao nhiêu? Mất sạch anh à. Nó muốn chơi thì tao sẽ chơi với nó. Được rồi, tao biết phải làm gì. Còn chuyện của thằng Tuấn, anh kêu em xử lý nó, nhưng nó vẫn nhẫn nhịn anh à. Giờ mình xử lý nó sao anh? Tao biết phải làm gì. Ra ngoài đi. Dạ. Anh đi công tác vài ngày, cần gì cứ quẹt nha. Dạ, em cảm ơn anh. Giờ thì tao đã biết hết là viết tắt của từ gì. Hết là stupid. Dạ, em cảm ơn anh. Tin cho ai vậy? Em biết anh ghét nhất điều gì không? Anh ghét nhất là sự phản bội. Em giờ nghĩ em là người chơi anh hả? Thiệt ra em cũng chỉ là một con cờ để anh chơi được quần chi. Dạ em xin lỗi anh. Tụi em đuổi đến gần phòng cô Quỳnh Chi thì Ed bị mất. Hợp đồng tôi đang cầm trong tay. Ông cứ ở nhà, hàng sẽ về tận kho. Ok. Sau mình nên tìm một đồng đội thông minh hơn nữa em. Mà chắc là không có lần sau đâu.
Có lẽ mày tao có tránh cái chết. Mày tha cho Quỳnh Chi đi. Tao sẽ thay mày chăm sóc cho Quỳnh Chi một cách đặc biệt. Tao hứa. Mày đã hại chết ba mẹ của cô ấy. Mày tha cho cô ấy đi. Mày có còn nhớ ông Trường Tĩnh? Chính mày hại ông ấy vào tù. Ông Thịnh biết quá nhiều về những cuộc giao dịch của tao, bắt buộc tao phải dùng gia đình ổng để bịt miệng. Vào tù là còn nhẹ đó. Tao chơi bất ngờ là Quỳnh Chi lại là con gái của ông Thịnh. Mày là thằng khốn. Tao giết mày. Anh sẽ giúp em. Giúp em đoàn tụ với gia đình của mình một cách nhanh nhất, nhẹ nhàng, như cách mà mẹ em rơi xuống lòng. Mày là con quỷ. Như mày con người. Thì ra mày là người xô mẹ Quỳnh Chi xuống lòng. Tao ghét nhất là ai đụng vào người tao. Nhất là những thứ rác rưởi. Mày là đồ cầm thú. Mày là đồ xuất sinh. Mày phải chết đi con chó. Chính mày kêu tao chọn đồng đội thông minh, nhưng trước giờ cô ấy chưa phải là đồng đội của tao. Tao trỗi dậy từ quá khứ đau thương để bước đau thương. Thương cả không ở được. Gánh trách nhiệm đi tìm kiếm công lý, thực thi công lý, không màng đến chức danh. Những tội ác tụi mày đã gây ra, đồng hồ điểm giờ thời khắc mày phải trả. S đứng đây với thông điệp nhắn gửi. Lát cái lỗ tao cắm cái đó là lời phán quyết để đưa tụi mày đến nơi. Ngày thanh trực. Nói có đường viện. Quay vỏ chưa? Rất rõ. Chuyển đi. Em đã báo cảnh sát rồi. Cảnh sát đang trên đường tới. Đây mới chính là đồng đội của tao. Tao đã quay vỏ và gửi cho cảnh sát. Đã giúp điều tra còn phải bắt trói lại. Phí này ai trả đây? Chó được chết đi. Em nên tin vào pháp luật. Tao nghe mày nói mày ghét những thứ dơ bẩn lắm đúng không? Đây là ăn quệ cuối của mày. Tôi cần gặp luật sư và thay đồ. Thay đồ hả? Yên tâm, có đội Juventus. Trong chạy
được đi đường nào để hạt giá được cho vợ chồng. Tiếp tục với cuộc chơi, bước từng bước và sai. Đúng bản chất đàn ông nghiêng ngang không thể đầu hàng. Sống đừng dối lừa ai, nhớ phải bước từng bước và sai. Đúng bản chất đàn ông nghiêng ngang không thể đầu hàng. Sống đừng dối lừa ai, nhớ phải sống thật thà. Chồng, ôm của anh nè. Chị cẩn thận nha. Ok, tối anh về. Mệt quá, đừng có chạy nữa. Mệt quá. Hả? Mặt trời ló dần lên đến ngày thánh chừng, không một tiếng đồng vang, không cần ăn mừng. Lộ ban chắc tinh tinh bên trong căn phòng, đặt công lý kề bên đến ngày thánh chừng. Sống không ai lòng, dối gian bằng không. Cá đang trong chồng, đúng như đời mong. Giống như lên đồng, chết trong xiền gông. Súng đã lãnh nồng, kết thúc là xong. Bao bao bao, đến lúc phải sống 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 phá tan xiền gông. Tim gan còn nóng không lành công đủ để qua mùa đông. Nhưng con quỳ đói đang tìm lối gom tiền hết vào trong. Chạy được đi đường nào kê hạt đá được cho vợ chồng. Tiếp tục với cuộc chơi, bước từng bước và sai. Đứng bản chất đàn ông nghiêng ngang không thể đầu hàng. Sống đừng dối lừa ai, nhớ phải sống thật thà. Thánh chừng, thánh chừng. Đừng nơi tâm chừng. Chị đánh rồi, chị đánh cái gì vậy? À, anh về rồi hả? Anh ngồi xuống đây đi, để em lấy cái này cho anh coi nha. Mà hình như anh mới thấy cái gì lướt qua. Cái gì đâu mà. Ngồi xuống đây đi, để em chạy lên lầu anh lấy nha anh coi. Đó, anh muốn cái gì đó. Em mới học được một bài nhảy, em nhảy cho anh coi nha. Cái đây là muốn quẹt đó. Nhà có ma hả ta? Ma cái gì mà ma. Anh đói bụng chưa? Em lấy cho anh ăn nha. Ồ mà nhà hết đồ ăn rồi. Thôi mình đi ra ngoài ăn đi. Chào ngài. Chuyện lần này phải nhờ ngài rồi. Thằng khốn này, tại sao lại được thả ra chứ? Tuấn. Ê, chào sếp. Làm cho anh cái hồ sơ này nhanh cho khách lấy nhá. Dạ. Ok. Làm liền. Ok, làm liền em. Trời, ông này đẹp trai dữ chật. Ba. Uống đi nước. Kêu ba một cái trọt có họng liền. Căng chứ gì. Để anh kêu em đi ra ngoài kiểm tra cái xe kìa. Nó bị hư 4 cái bugi. Xe nào? Xe đen đó. Xe đó hả? Ừ. Sao biết hư bugi? Thì em thấy nó đánh lửa không được, không tốt chứ sao. Phải thay.
Rồi vậy coi báo giá cho khách đi rồi thay. Uống nước này. Cảm ơn. Quá. Ai trời trời. Chút sao chút. Uống đi uống đi. Uống đi uống đi. Chào anh Tuấn. Khỏe không? Em khỏe. Hôm nay rảnh à? Ngày ấy mong anh quay lại. Chú không biết anh rồi mà. Anh nghỉ chơi lâu rồi. Không quay lại đâu. Thôi về đi. Em mong anh suy nghĩ lại vì ngày em rất cần của anh. Em xin phép. Đây. Nói với ông Quỳ đi. Đừng phá anh nữa nha. Cảm ơn. Con gì kêu vậy? Bụng con à, bụng con à. Ê, bữa nay tan làm sớm, mình đi ăn cái gì đó đi. Ông bao tôi hả? Bà bồ tôi hả? Tôi với bà sắp cưới tới nơi hay sao? Chia! Đồ keo kìa, bủng xỉn. Không bằng một góc của chồng tương lai của tôi. Đi ngủ chồng tương lai đi, bao đi ăn đi. Tôi đi một mình. Đi, mà đi ăn đâu nè? Tôi vừa mới phát hiện ra một cái quán. Vừa phát hiện một thi thể nữ. Tất cả làm việc. Dạ. Dạ. Nợ à, mày không thiếu nợ mới chết vậy. Giải tán đi, giải tán đi. Tránh ra, cho cảnh sát làm việc. Nhìn chi đi mà. Tin nóng. Chiều hôm nay, người dân vừa phát hiện một thi thể nữ ở dưới căn hộ chung cư cao cấp. Danh tính nạn nhân được xác định là chị Trương Thị Quỳnh Chi, sinh năm 1995, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, nguyên nhân tử vong là do nạn nhân ngã từ trên lầu cao xuống. Nhưng điều đáng nói, trên người nạn nhân lại có nhiều vết bầm tím, nghi là do ẩu đả. Lực lượng chức năng cũng đã triển khai các kế hoạch điều tra, thu thập dữ liệu camera trên xung quanh, lấy lời khai từ các nhân chứng. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật. Xóa hết mọi chứng cứ. Thưa ông chủ, cậu chủ đã được thả ra. Nhưng tất cả những sàn cờ bạc ảo của chúng ta đã bị S đánh sập. Các cậu làm cái kiểu gì vậy? Chỉ có một tên S, bắt cũng không xong. Không bắt được S thì đừng có về đây nữa. Còn chuyện gì nữa? Vụ của cậu Huy đang bị dư luận quan tâm, và nó đang gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của công ty và tập đoàn. Cậu khu vụ của tập đoàn đối tác mà ta đang giữ thông tin,
đẩy mạnh truyền thông để lắp lại việc này. Dạ, ông chủ. Con đã đến gặp anh Tuấn, nhưng anh Tuấn nhất định không quay trở lại. Nó đã biết nhiều quá. Nếu nó vẫn không muốn trở lại thì khử nó đi. Trên sân thượng nơi nạn nhân rơi xuống không có camera, đó cũng là góc khuất. Các camera của các tòa nhà khác không bắt tới. Theo em thấy thì đây chỉ là một vụ tự sát. Vì hiện trường em không thấy dấu vết của sự ẩu đả. Hay dữ ạ. Sáng vừa thả Quang Huy ra, tới chiều đã phát hiện thi thể. Có quá trùng hợp không? Theo như anh nói thì Quang Huy là hung thủ. Hung thủ hay không thì phải điều tra mới biết được. Đúng. Cái gì thì cũng phải có chứng cứ chứ. Rõ ràng đây là một vụ tự sát mà. Mời Quang Huy lên đây lấy lời khai. Tôi muốn biết ngày xảy ra vụ án, anh ta đang ở đâu và làm gì. Rõ. Đình Chung, đến hỏi thăm tất cả người dân xung quanh hiện trường, xem có thu thập thêm được bằng chứng gì nữa không. Em sẽ đi thăm từng người, sẽ vô thăm từng nhà. Nhưng không được la cà. Dạ. Tan họp. Sếp, em đi với Đình Trung nha. Chắc chắn là phải đi chung rồi. Ủa anh Quân, em đi một mình được mà anh. Để tôi đi mời ông Quang Huy xong tôi qua với ông. Rảnh quá. Ê, mà bữa nay tôi thấy anh Quân ảnh căng thẳng kiểu gì á. Căng là phải rồi. Hôm qua ảnh vừa mới bị sếp lớn tổng cho một trận. Dữ vậy? Mà sao cái gì bà cũng biết chân vậy? Thì tôi vô tình nhìn thấy thôi. Tại sao sếp lại thả Quang Huy? Thì không đủ bằng chứng thì phải thả người chứ sao? Nhưng chính miệng hắn ta đã thừa nhận chính hắn là kẻ giết người mà. Thì hắn bị ác uy hiếp cho nên phải nói như vậy. Nhưng trong video clip S đã gửi, có chỗ nào thấy hắn bị uy hiếp đâu. Đáng lẽ sếp phải mở hồ sơ điều tra lại vụ án. Bây giờ sếp thả người đi rồi, còn gì nữa đâu mà điều tra. Tôi không cần cậu dạy tôi cách làm việc. Cái điều mà cậu cần làm ngay bây giờ đó chính là nhanh chóng bắt cho được S, chứ không phải ngồi đây mà đôi co với tôi. Cậu ra ngoài đi. Chưa gì là tôi thấy tương lai của tôi toàn là một màu đen. Đừng có mà người đó than thở nữa, lo mà làm việc đi kìa. Ê, có tin gì mới là phải báo tôi biết trước liền nghe chưa? Biết rồi. Làm gì mà thay đổi nhanh như lực bánh tráng vậy? Tình yêu có thể khiến con người ta thay đổi. Những người cô đơn như bà không biết được đâu. Tôi đi điều tra đây. Anh là người thật tha nên trong tình yêu thì anh luôn chân thành. Không cần gì yêu lo, cứ để con tim của em được gần anh. Thank you.
Good morning người đẹp. Ủa, hẹn đông lắm hả? Mấy người kia đâu? Ai? Đây nè, thấy ly quá trời. Đợi anh, nãy giờ tôi ăn 4 ly rồi nè. Thì nhắn một cái là anh tới liền chứ anh có la cà đâu đâu. Giống vậy. Sao? Bình thường anh nhắn tin không có thèm đi. Bữa nay tự nhiên hẹn anh đi ra ăn kem. Em có ý đồ gì đúng không? Bình thường á, anh hẹn hoài tôi không có thời gian. Hôm nay có thời gian. Bộ hẹn anh không được hả? Được. Hôm nay anh rảnh không? Anh chỉ rảnh 2 tiếng thôi, tối nay anh phải về làm rồi. Tiếc quá vậy. Tối nay em định nhờ anh qua nhà làm một việc. Mà anh bận rồi thôi, nhờ khác vậy. Trời ơi, sếp mới nhắn tối nay quỷ cuộc họp. Tối nay anh rảnh. Hay mình tranh thủ bây giờ đi luôn đi. Đi. À, không không không. Tối mới làm được. Tối mới được. Bị cái gì vậy? Bị gì? Trời ơi, nhìn nó bẩn bừa lắm luôn á. Bẩn bừa lắm hả? Ừ, đi 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 về vệ sinh coi thử đi. Trời ơi, ghê quá vậy. Rồi, đẹp chưa, đẹp chưa? Thôi tôi no rồi, tôi về trước đây. Ủa? Cảm ơn bốn ly kem của anh nha. Ủa? Tối nay sao? Cảm ơn. Hết luôn hả? À, ở đây có chuyển khoản. Giỏi và điện thoại cái tên ngốc đó rồi. Cảm ơn anh hợp tác điều tra. Yên tâm, anh là công dân tốt mà, anh sẽ luôn hợp tác với cảnh sát. Nhưng mà đừng làm mất thời gian quá. Chấn, sao thả nó vậy? Tại vì hắn có chứng cứ ngoại phạm. Lúc xảy ra vụ án, hắn đang bằng chuyện làm ăn với đối tác.
cần tiếp tục điều tra Quang Huy không? Không cần. Hiện giờ hắn đang rất là cảnh giác, sẽ không điều tra được gì đâu. Tạm thời chúng ta sẽ theo dõi nhân chứng của hắn, xem có điểm nào khả nghi không. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Làm chuyện cần làm. Xong á, qua thăm con mày, lâu quá không được đó. Gì nữa? Tao nói tao không về rồi mà. Bây giờ mày nhậu thì mày xuống mày ngồi nhậu với tao, còn không thì về đi. Hôm nay em đến đây không phải để mời anh về. Ông chủ muốn anh giao USB ra đây. Nếu tao không giao thì sao? Mày có thể không về, nhưng hôm nay không có USB thì mày phải chết. Bây giờ đi ra ngoài tụi nó chém anh chết. Kệ tụi nó, tao phải đem xác thằng đại về quê mới được tỉnh. Mày buông tao ra rồi còn nghịch điên hả? Tao phải xem xét. Anh nghĩ cho con bé Phương đi. Mày buông ra rồi. Con bé Phương bây giờ nó chỉ còn có hai tụi mình thôi. Bây giờ anh phải giữ cái mạng để anh lo cho nó và trả thù cho anh Đạt nữa. Bây giờ anh bình tĩnh anh nghe em đi. Mình kiếm chỗ trốn chứ đã. Cái gì? Quang Huy cho mày bao nhiêu tiền để mày làm nhân chứng giả? Ông nói gì tôi không hiểu gì hết. Mày đừng ra điên với tao. Sức lượng con người có giới hạn.
ông tài xế ông khai á là người đàn ông đột ngột từ trong hẻm bay ra, ông thắng không có kịp. Có lẽ đây chỉ là một vụ tai nạn bình thường thôi. Tôi thì không nghĩ như vậy. Nạn nhân là nhân chứng ngoại phạm duy nhất của Quang Huy. Bây giờ ông chết rồi. Chúng ta đã mất hết manh mối. Hai người có kiểm tra camera xung quanh chưa? Em đã kiểm tra rất kỹ lưỡng, hiện trường không có gì đáng nghi cả. Em cũng vô mấy cái toilet xung quanh đó, không có camera gì hết. Nói chung là trong cái vụ này chúng ta không đủ bằng chứng để điều tra nữa. Cấp trên nói chúng ta sẽ đóng hồ sơ và tập trung vào cái vụ của SC. Tắt đi. Nhân chứng duy nhất bây giờ cũng chết rồi. Không lẽ bây giờ mình không còn cách nào khác hả? Mình sẽ không để cho hắn đắc ý đâu. Lần đầu tiên em thấy anh thở dài như vậy đó. Sao em biết anh thở dài? Anh đang đứng đối ngược em mà. Ừ. Anh đi đâu vậy? Anh đã tìm ra được điều gì hả? Em lại gửi mail tới. Từ từ còn hai set nữa. Trời ơi set cái gì? Ôi hộp. Ừ, bỏ xuống đi. Trời đó dần lên đến ngày thánh trần, không một tiếng động vang, không cần ăn mừng. Lộ bàn chắc tinh tên bên trong căn phòng, đặt công lý kề bên đến ngày thánh trần. Sống không ai lòng, dối gian bằng không. Giá đang trong trọng, giống như đại bộ, giống như lãnh đồng. Trên trong thiền rộng, xuống đã lãnh lòng. Kết thúc là xong, bao bao bao. Đến lúc phải sống, sống, sống phá tan xịt công. Tim gan còn nóng, không lành công, đủ để qua mùa đông. Nhưng con quỳ đói đang tìm lối, gần tìm hết vào trong. Chạy được đi đường nào, kê hạch đá được cho vào trong. Tiếp tục với cuộc chơi, bước từng bước và sai. Đứng bản chất đàn ông nhưng ngang không thể đầu hàng. Sống đừng dối lừa ai, nhớ phải sống thật thà. Nước mắt trên mi lâu quên đi nỗi đau mình. Bóng tối của đôi tư đang xa nhất
vạch trần không để niềm tin tiếp tục lụi tàn thêm. Bước tiếp bước với trách nhiệm trên vai. Chiến đấu để quyết định thành bại. Đi và đi cùng tiếng vọng bên tai. Công lý rồi sẽ được giành lại. Bầy sói ngoài kia đang cào những anh vuốt vẽ nên khung cảnh một bức tranh hoang tàn. Có S ở đây như một câu trả lời công lý gửi đến chúng mày viên đạn bạc. Mày dựng nên một ánh sáng giả dối. Tao cúp cầu dao để nó hiện nguyên hình. Tao là hiện thân cho cái giá phải trả là cơn ám ảnh mày giữ cho riêng mình. Đi thăng bằng giữa lành đánh thiện ác thế lực ngoài kia đó. Nỗi khiếp sợ của đời mày sẽ đến khi thứ trước mắt mày thấy là cờ đỏ. Mày tìm này đúng không? Tao không ngờ là mày còn dám quay lại đây đó. Tao đã quay trở lại đây, có nghe cánh cửa địa ngục đang chờ đón mày. Mày có thấy quen không? Mày đã tính toán rất kỹ, chọn sân thượng không có camera, nằm ở góc khuất, không một camera ở xung quanh nào quay được. Nhưng mày có tính toán đến cách mấy cũng không tính đến chuyện hình ảnh giết người của mày phản chiếu lên tấm kính của tòa nhà đối diện. Mày tốn nhiều công sức gì con nhỏ đó làm cái gì? Tao với mày có thể làm bạn với nhau mà. Tao có thể cho mày tất cả những gì mà mày muốn. Chỉ cần mày đưa tới mình đó cho tao. Mày thích thì đến đây đấy. Tao muốn đứt thằng mày qua đây. Ok. Chiến đấu để quyết định thành bại. Đi và đi cùng tiếng vọng bên tai. Công lý rồi sẽ được giành lại. Bầy sói ngoài kia đang cào những anh vuốt vẽ lên khung cảnh một bức tranh hoang tàn. Có S ở đây như một câu trả lời công lý gửi đến chúng mày viên đạn bạc. Mày dựng nên một ánh sáng giả dối. Tao cúp cầu dao để nó hiện nguyên hình. Tao là hiện thân cho cái giá phải trả là cơn ám ảnh mày giữ cho riêng mình. Nhưng tao quên nói với mày, tao đã gửi tấm hình đến sở cảnh sát. Nỗi khiếp sợ của đời mày sẽ đến khi thứ trước mắt mày thấy là cờ đỏ. Mày thích chơi game đúng không? Vậy thì tao với mày chơi một trò chơi. Nếu trong vòng 3 bước mày bắt được tao thì tao thua. Tao đã từng thấy những điều bất công ấy nằm dưới cái mát của xã hội văn minh. Trước khi phán quyết này, tao sẽ cho người đó thấy mặt. Thì ra là mày. Mày cứ như vậy hoài, ba mày không yên nghỉ được đâu. Mày nói đúng. Ba tao sẽ không yên nghỉ cho đến khi mày chết. Cảnh sát tới rồi. Mọi chuyện sẽ diễn ra như cũ. Ngày mai tao sẽ phải tiếp tục được thả thôi. Mày ngu mày giết tao đi. Lần này tao gọi cảnh sát tới không phải để bắt mày. Tao muốn hỏi chứng kiến xem tao phán quyết mày như thế nào.
Quang Huy đã chết. Không biết còn ai đứng sau chuyện này nữa không? Anh bị làm sao vậy? Để cho em giết người trước mặt cảnh sát, đối với cậu làm ăn kiểu gì vậy? Xin lỗi sếp, tôi... Cậu không cần bị lý do gì tôi hết. Tôi ra lệnh cho cậu, trong vòng một tuần lễ phải bắt bằng được ép. Nếu không, nộp đơn từ chức trên bàn của tôi. Sếp, ra ngoài. Sống để còn trả thù cho nó nữa. Nó đông lắm. Còn con của mẹ kia, còn con của nó nữa. Lo cho con của nó nữa, đi anh ơi. Sao quá, thôi để em đi ra ngoài kiếm thêm đồ vậy. Tôi đâu biết mặt mày rồi, bây giờ mày lú ra ngoài là mày chết. Ở yên đây đi. Vết thương tao chịu được. Hồi trước tao bị dữ hơn vậy nữa. Vừa mới xử lý một đám xấu xa nữa. Ngầu quá. Thằng Huy mà. Thằng Huy chết rồi. Thời điểm này xem như là mình an toàn. Tiếp theo ông định làm gì đây? Sneakers, all the boys wanna picture. Two phone calls, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with y'all. Mini skirt on, take my body in glitter. Platform sneakers, all the boys wanna picture. Two phone calls, I make rich.
Làm gì? Đúng cho tao xong, định làm lơ mày. Chính hai người đúng tôi mà. Má đỡ lão không ta? Hai người có gì? Nhìn mặt mày đáng ghét, muốn đánh mày được không? Mày... Ê, làm gì? Ông chủ, ông chủ có sao không ông chủ? Ông chủ có sao ông chủ? Hai người làm gì đánh cậu chủ thôi. Đừng nói cậu chủ mày, cái mày tao cũng đánh nữa. Cái chài, lấy cái chài làm gì? Má đó, tao nói là cỡ mày tao cũng đánh. Tao không có bánh. Má sẽ sơ thằng chó này đi ta. Điếc, điếc bà nội mày chỉ điếc. Sao khúc này mày nghe rõ vậy? Tao bị điếc nhưng mà thằng nào chửi tao thì tao nghe. Nằm đi. Cũng có sao không chủ? Anh có sao không? Không sao. Hai người kia. Được rồi. Không sao, cảm ơn anh. Dạ, ok anh. Ông chủ có sao không? Cần phải đi bệnh viện không cô chủ? Chú mà lấy xe thì tôi không sao. Nãy em đánh chậm lắm rồi mà cậu ta cũng không tránh được. Em nghĩ cậu ta không biết võ đó sếp. Cậu có sao không cậu chủ? Chủ đến chơi sao không báo cho con hay chứ? Chú biết giờ này con đi học về mà. Ủa? Con bị sao vậy? Chú ngồi chơi nha, để con đi lấy rượu. Mấy tháng rồi chú không có ghé đây. Mọi thứ cũng vậy à. Vàng Castano, nhớ lần cuối á, chú uống với ba con. Mới đây mà 5 năm rồi. Cái cách rót rượu của con á, giống y chang ba, không khác chút nào chứ. Dạ con mời chú. Tháng sau là dỗ của ba và em con. Mau quá ha. À, sao con không thuê thêm người giúp việc nữa? Nhà rộng thênh thang vậy á mà ở có một mình con không buồn sao? Con cũng quen rồi. We'll be right back.
hôm nay chị rất là vui, nên là tụi mình sẽ không ăn mì ly nữa, mà là ăn mì ly xúc xích. Ăn đi. Đồ chị mua cho em cũng vừa quá nè. Sao chị vui vậy? Ý em muốn hỏi tại sao chị vui hả? Tại vì anh ấy vui nên là chị cũng vui. Em chả hiểu gì hết. Sau này lớn lên em sẽ hiểu thôi. Quên tao hả? Mày định trốn tao tới bây giờ hả? Sao? Bao giờ thì về làm với tụi tao? Mày bị câm mà hả mày? Mày từ lúc mày đi mày biết đại ca làm tao sao? Xin anh trả điện thoại cho tôi đi mà. Quan trọng lắm mà. Để tôi coi có gì nha. Mày biết Ad là ai hả? Nói đi. Nói đi, tao sẽ cho mày tự do. Từ đi sao tao không... Xin anh mà, anh trả điện thoại cho tôi đi. Thôi, đứng lên. Nói đi. Nói đi, tao sẽ trả tự do cho mày. Ad là ai? Được rồi. Mày không nói thì tao sẽ đem nguyên cái tin nhắn này về đưa đại ca. Ok. Trả lại cho tôi đi mà. Mà đang nghĩ anh nó trả lại cho tôi đi. Nhưng mà có điều kiện. Muốn lấy lại á, tối nay vô khách sạn Ruby tìm anh. Vậy ha. Đợi em á. Người bí ẩn có gửi hình ảnh của S vào điện thoại không nữa. Má lỡ tay tắt điện thoại giờ sao mở đi trời. Đợi nó tới ép nó nói ra mật khẩu mới được. Ủa? Tới đúng giờ quá ha. Đâu có dễ dàng lấy vậy. Ngại gì? Em tưởng là em trong trắng mà. Thơm quá. Tự cởi đồ đi.
Sao anh biết em ở đây? Anh luôn vô theo mà. Mày bớt đóng phim tình cảm đi. Mày là thằng nào hả? Mày kêu nó tới đây đánh tao đúng không? Con chú cái. Mày có tin tao tiết lộ danh tính của Ad không? Mẹ mày. Mày biết Ad là ai à? Liên quan gì tới mày? Vậy mày có biết tao là ai không? Đéo. Sau này em đừng có tự ý hành động như vậy nữa. Em... tại em lo cho anh thôi. Em chỉ cần nói với anh, anh sẽ tìm cách giải quyết. Ủa? Vy, sao em ở đây? Em nhớ anh. Em nghe nói anh được cứu ra nên em đi tìm. Gì vậy, em đang ở đâu? Em ở với chị Thư, người đã cứu anh và mọi người ra á. À, vậy là em ở với anh S hả? Anh ấy ngầu lắm luôn á. Hay em xin cho anh ở chung với, được không? Không được. Sao vậy? Chị Thư nói anh đó khó lắm. Em cũng chưa được thấy mặt anh ấy nữa. Chán thiệt. Cho anh hả? Sao anh không ở trong nhà tình thương mà lại ra đây? Anh không thích ở trong đó. Anh đang đi tìm ba mẹ của anh mà. Nếu được, em sẽ xin chị Thư cho anh ở cùng và tìm ba mẹ cho anh. Chị ấy tốt lắm. Thiệt hả? Thôi, em phải về đây. Ừ, thì em về đi.
Em muốn được đi, còn nghỉ ngơi sớm. Em... có phải em là gánh nặng của anh không? Lúc nào cũng gây rối để anh cứu. Đừng nghĩ nhiều quá, mọi chuyện được giải quyết xong rồi mà. Nếu không có anh cứu em thì không biết giờ này em còn sống không nữa. Cảm ơn anh. Anh cứu người không phải để nhận lời cảm ơn. Vậy tất cả những gì anh làm là gì? Anh không muốn mọi người phải chịu oan ức. Vậy thôi, em nghỉ ngơi sớm đi, trễ rồi. Giờ Tường Vi đều ở nhà đợi mình mà. Ủa, Tường Vi đâu rồi ta? Tường Vi mà. Alo, anh nghe. Em vừa gửi đoạn clip qua nhanh đó, anh mau coi đi. Tường Vi. Tao không gặp em. Nếu như 10:30 ngày mai tại phố đi bộ mày không xuất hiện, tao sẽ giết cùng mày. Anh Quân ơi! Anh Quân ơi! Có chuyện gì vậy? Anh coi nè! Nếu như 10:30 ngày mai tại phố đi bộ mày không xuất hiện, tao sẽ... Lập tức xin chi viện, sáng mà hành động! Dạ! Dính mày rồi! Làm gì mày? Quân, xin lỗi anh, xin lỗi. Nè, anh coi nè. Sao không sao? Nè, anh coi đi. Lần này S tiêu rồi. Cái này là cái bẫy chắc luôn. Hôm bữa mày nói S có nhiều người hâm mộ lắm đúng không? Đúng, em là fan cứng luôn nè. Mà anh hỏi làm gì? S cần chúng ta. Rồi anh định làm gì? Mày sẽ thấy được con người lúc xưa của anh mày. Anh không được đi. Đây nhất định là một cái bẫy đó. Anh nhất định phải đi. Cho dù là một cái bẫy, anh cũng nhất định phải đi. Không được, anh đợi em một chút. Em sẽ nhanh chóng tìm ra IP của đoạn clip này. Cho dù tìm được thì sao? Cũng chưa chắc là nơi giam cầm đứa bé. Cho dù ai, anh cũng phải cứu. Huống chi đây là em gái của anh.
Em xin lỗi. Từ trước giờ em cứ tưởng là anh ghét con nít, nên là không nói cho anh biết Diệp Tường Vy ở cùng một nhà. Đây có lẽ là ý trời. Dường như đâu ai làm anh để ý, chỉ vì anh đã mất đi hết bình yên, còn lấy cả buồn bã đêm đêm thở ra. Người là thoáng qua, hiện tại của chúng ta, ai chung tình được mãi. Nếu như 10:30 ngày mai tại phố đi bộ mày không xuất hiện, tao sẽ giết cùng mẹ. Sắp đến 11:00 rồi. Tất cả hành động. Sắp tới giờ lên nòng rồi, ông chủ bảo phép là bắn. Năm, bốn, ba, hai, một, good luck baby. Anh không được đi, đang nhất định là một cái bẫy đó. Anh nhất định phải đi, cho dù là một cái bẫy, anh cũng nhất định phải đi. Không được, anh đợi em một chút, em sẽ nhanh chóng tìm ra IP của đoạn clip này. Cho dù tìm được thì sao, cũng chưa chắc là nơi giam cầm đứa bé. Lời biệt ly đầy vương vấn, thế rồi chẳng phải. Cho dù ai, anh cũng phải cứu. Huống chi đây là em gái của anh. Thức trắng đêm dài, chưa đợi ngày tháng ấy đã mãi xa. Em xin lỗi. Từ trước giờ em cứ tưởng là anh ghét con nít, nên là không nói cho anh biết Diệp Tường Vy ở cùng một nhà. Dường như đâu ai làm anh để ý. Thế có lẽ là ý trời. Chỉ vì anh đã mất đi hết bình yên, còn lấy cả buồn bã đêm đêm thở ra. Người là thoáng qua, hiện tại của chúng ta, ai chung tình được mãi. Sắp tới giờ lên nòng rồi, ông chủ bảo thế là bắn. Ok. Sắp đến 11 giờ rồi. Tất cả chuẩn bị hành động. Đình Trung, S xuất hiện. S vừa có xuất hiện. Sao anh kêu em làm gì? Xin lỗi sếp. Chuẩn bị tác chiến. Rõ.
bộ Nguyễn Huệ đang có một sự kiện nóng diễn ra, được đông đảo cư dân mạng theo dõi. Theo thông tin ban đầu, lời thách thức đưa ra từ kẻ được cho là cầm đầu trong đường dây buôn bán trẻ em. Chính vì mâu thuẫn do S đã phá sập nhiều hang ổ buôn bán trẻ em của hắn. Trên các trang mạng xã hội, cư dân mạng cho rằng kẻ đứng đằng sau vụ sắp đặt này muốn thủ tiêu S công khai. Liệu lực lượng chức năng có vào cuộc để ngăn cản kịp thời? Hay những người hâm mộ S có dám đứng lên để bảo vệ S? Chúng tôi cần anh ta để bảo vệ. Anh ta là hy vọng của chúng ta và chúng ta. Chúng tôi gọi điện thoại cho anh ta. Một tay để giải cứu anh ta. S đã trở thành biểu tượng cho công lý và đứng lên trong xã hội. Mạng xã hội hãy chúng ta không thể để anh ta giữ lại những người khác vô lý. S không chỉ giữ lại người khác mà còn là một nhân tượng S hy vọng. Chỉ nên đi giải cứu anh ta để tiếp tục đánh bại tội ác. Hãy cứu S, 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 hãy bảo vệ S, hãy cứu S, hãy đứng lên cứu S, hãy cứu S, chúng ta phải cứu S để chúng ta phải cứu S về anh ta, hãy cứu S, hãy cùng nhau tạo ra một cái cứu S, chúng ta phải chung tay để giải cứu anh ta, chúng ta không thể để kẻ gian ác thắng lợi. Hãy đứng lên, đây là lúc chúng ta chứng minh sự đoàn kết của chúng ta. Hãy chung tay giúp đỡ chúng ta, hãy chung tay giúp đỡ chúng ta, chúng ta chứng minh sự đứng lên của ta. Hãy chung tay giúp đỡ, hãy đứng lên và tiếp tục chiến đấu cho anh đứng lên đi. Đó là chính là công ty những người tốt nhất. Hãy bảo vệ S. Thành như vậy, mạng xã hội chúng ta đứng lên và hãy làm cho sự việc về việc giải cứu anh. Người ta không thể đứng lên với S thắng hại. Người ta không thể đứng lên với S thắng hại. Hãy đứng lên với S thắng hại. Chúng ta 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 đứng lên với S tất cả hành động. Khoan, bây giờ bắt ai anh? Chia ra hành động. Dạ. Có một theo tôi. Nhanh lên. Bình tĩnh. Theo tôi. Tất cả anh em làm theo kế hoạch. Đó. Rốt cuộc là bắn thằng nào đây? Bắn chết hết đi. Không được. Không được làm ảnh hưởng tới ông chủ. Đề nghị phong tỏa khu vực phía đông. Đang đóng phim hả? Anh là ai? Tôi là người dân thôi. Thành sao vô đây? Khu vực này đang phong tỏa, đề nghị anh bước ra ngoài. Đây là công viên mà. Bộ cũng muốn phong tỏa là phong tỏa hả? Cô là ai mà phong tỏa? Ôi, xin chào madam. Đề nghị anh bước ra ngoài, khu vực này không phân xử cấm vào. Chắc là cô đang tìm S đúng không? Anh biết S? Biết. Chẳng những tôi biết S là ai, tôi còn biết S đang ở đâu nữa. Mời anh đi theo tôi. Đi đâu? Đi để lấy lời khai. Lấy lời khai ở đây được không? Đề nghị anh nghiêm túc. Nhưng mà nếu mà cô biết S là ai á thì cô làm được gì?
Biết bao nhiêu là người tìm hết mà cũng đâu làm gì được hết đâu. Anh cứ đi theo tôi. Ok. Thấy nãy giờ hơi lâu rồi đó Madam. Điều tra thôi mà. Có cần phải vô tới đây không? Anh là ai? Tôi là ai không quan trọng. Tôi thích tính cách của anh nên tôi giúp thôi. S. Sao anh biết tôi đấy? Tôi đã thấy anh cứu mấy đứa nhỏ ở dưới hầm rồi. Sao mọi người lại xuất hiện ở đó? Lại còn mặt chúng tôi? Đây. Tôi nghĩ mặc dù mọi người không biết chuyện gì, nhưng khi S cần thì mọi người sẵn sàng có mặt. Tôi chỉ cần biết anh là S thôi. Những thứ không cần thiết tôi không cần phải biết. Anh nhớ tin nhắn của người hôm trước không? Người đó mới nhắn tin địa chỉ giam giữ Tường Vi cho em. Có kèm hình ảnh của Tường Vi nữa, bảo em là kêu anh đến đó. Cảm ơn. Ê, anh định đi đâu? Tôi nghĩ anh nên cho tôi đi theo. Tại chuyện này có dính líu tới tôi nữa. Tôi cần giải quyết. Với một điều kiện, chỉ tôi và anh. Tao đã từng thấy những điều bất công ấy nằm dưới cái mát một xã hội văn minh. Những kẻ che trời bằng cả đôi bàn tay, nở những nụ cười giả trân để cắn chỉnh. Chính tao từng là nạn nhân của những lần tàn phá từ những gã thù ác ấy gây ra. Ranh giới giữa trắng và đen như hoang ố màu thêm khi cái giá họ chưa từng phải trả. Nên tao cắm vào đó lá cờ đó, lên tiếng cho những điều bất công. S đứng đây thì mày cứ chờ đó. Công lý sẽ cất tiếng thật lâu khi chính sự thật được đưa ra ánh sáng. Nhưng chẳng thể giải được những nỗi oan ức thì chính tay tao sẽ thực thi công lý để đưa tụi mày đến với ngày thắng cưng. Bước tiếp bước với trách nhiệm trên vai, yeah. Chiến đấu để quyết định thành bại, đi và đi cùng tiếng vọng bên tai. Công lý rồi sẽ được dành lại, khoảnh khắc tội ác được đứng lúc che đậy cũng là lúc tiến gần của mạnh tố đức cương. Chính nghĩa là thứ cuối cùng phải hiện hữu, chứ không phải tiếng khóc đằng sau những bức thơ. Màu đỏ hoàn khúc thì nó vẫn còn đấy, thời gian không dừng nên phải tiếp tục chạy. Từ quá khứ làm nên ta hôm nay, niềm tin công lý rồi sẽ được vực dậy. Đi thăng bằng như lần ranh thiện ác, thế lực ngoài kia tụi mày hãy chờ đó. Nỗi khiếp sợ của đời mày sẽ đến khi thứ trước mắt mày thấy là cờ đỏ. Rồi đây. Rồi đây. Tao trỗi dậy từ quá khứ đau thương để bước đầu thương tiến hóa thành sức mạnh. Gánh trách nhiệm đi tìm kiếm công lý, thực thi công lý không mang đến chức danh. Những tội ác tụi mày đã gây ra đồng hồ điểm giờ tao phải trả. Trễ anh trai. Yên tâm. Trễ còn hơn không. Ha. Chuẩn bị nha. Trả tiền 3 cái phép này. Mua đèn đỏ cho anh. Mày dựng lên một ánh sáng giả dối, tao cướp cầu dao để nói. Nguyên hình tao là hiện thân cho cái gấp pháp. Cả là cơn ám ảnh mày giữ cho riêng.
nên cho bọn chúng biết em là ai. Đúng rồi em trai, nhớ cắm cờ đỏ luôn đi. Mọi người ráng cầm cự, cảnh sát đang trên đường tới. Để cứu từng viên giùm em. Để anh lo. Xin lỗi, anh tới trễ. Tới trễ mới ở nhà không đi. Anh mệt mẹ. Đứng yên đó, nhúc nhích là tao bắn nát sọ con nhỏ này. Không ngờ cháu của chú lại là S, tài giỏi thật. Tại sao chú lại ở đây? Sao tao lại ở đây à? Báo thù. Mày có biết á, là mày đã phá banh cái sự nghiệp tao đã gây dựng bao nhiêu năm nay và giết luôn cả con trai nuôi tao không? Thằng Huy nó đáng chết mà. Quang Huy là con của ông. Tất cả những gì nó nhận lấy là do nó gây ra thôi. Mày và thằng Huy là con trai nuôi của tao. Sao mày cứ chống đối tao hoài vậy? Ông coi tôi là con hả? Hả? Vì cái USB mà ông cho người giết tôi, trong khi tôi luôn xem ông là ba. Tôi không tố cáo ông từ đó tới giờ. Hả? Mày không thể trách tao được. Tao đã nhiều lần khuyên mày quay về mà mày đâu có nghe. Tôi cũng khuyên ông vậy. Tôi khuyên ông đừng làm những chuyện đó nữa. Lương tâm tôi luôn căng đứt. Tôi giữ cái USB để làm gì? Để tôi giữ cái mạng của tôi. Tôi thừa biết ông sẽ giết tôi mà. Tao tưởng mày giữ USB là mày có ý đồ vậy chứ. Mày là con của tao, mà tại sao tao lại giết mày? Anh ruột của ông còn giết mà, huống chi con nuôi. Hả? Là ông giết ba tôi. Đúng rồi. Tao chỉ muốn á, cái tập đoàn này vững mạnh. Nhưng mà ông nội á, thiên vị ba mày, cho ba mày cái chức chủ tịch. Và nhiều lần ba mày á, bài bác những cái dự án của tao. Không có làm ăn phi pháp, làm sao làm giàu được? Nếu lá cờ màu đỏ tượng trưng cho một mạng người, tôi phải dùng rất nhiều lá cờ để đưa ông trở về địa ngục. Tôi phải giết ông! Thiếu Phong, em bình tĩnh lại. Mọi chuyện cứ để cảnh sát giải quyết. Tụi bay đang diễn hài đó ha. Tao nói cho tụi bay biết, cái quả bom này chỉ cần buông nút cũng nổ, mà di chuyển cũng nổ. Cái trò chơi này là của tao. Đình Trung. Sếp, sao sếp bắn ổng vậy? Anh không có bắn. Đừng đi. Đừng lo, có anh hai đây. Tụi bay. Đừng đụng vào. Sao vậy anh? Đừng có đụng. Em có đâu bắn. Em là người nổ súng mà. Em không có. Dài bắn. Em bắn đó. Em nói gì vậy? Chi viện đâu? Tới rồi. Những người này đâu phải là cảnh sát. Tụi nó là lính cùng Huy đó. Lính của ai không quan trọng. Để coi em với anh bắn được bao nhiêu con vịt. Nguyên Trang, em làm cái gì vậy? Bỏ súng xuống. Mà đừng có giỡn nữa được không? Bỏ xuống. Tao đã
đã mất quá nhiều thời gian để sắp xếp mọi chuyện. Hôm nay chính tay tao phải giết mày để trả thù cho anh Huy. Ép à, mày thông minh cả đời, cuối cùng vẫn phải bại với tay tao. Tao đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ. Có lẽ mày không ngờ trước khi mất, anh Huy đã nói cho tao biết thân phận thật sự của mày. Hình như mình đã gặp hắn ta ở đâu rồi thì phải. Nếu bà muốn giết S thì trực tiếp giết hắn đi. Mắc mớ gì bài mưu tính kế cho mất công vậy? Nếu như giết như vậy thì quá dễ dàng cho nó. Tao muốn chính tao tao giết nó giống như cái cách mà nó đã giết anh Huy vậy. Bộ bà quên Quỳnh Chi rồi sao? Hắn quen bà rồi công khai với Quỳnh Chi, làm như vậy có đáng không? Mày im đi, mày biết cái gì mà nói. Anh Huy nói anh Huy chỉ yêu một mình tao thôi. Là một mình tao mới biết chưa? Đâu rồi anh nói chỉ yêu mình tôi thôi, vậy con trai là ai? Người ta còn nói con ta là tình nhân của anh nữa. Trang, em bình tĩnh được không? Con nhỏ đó là đồ chơi của anh thôi. Anh đi chơi nó qua đường thôi à. Em biết là anh yêu em mà. Bây giờ mình không có quá nhiều thời gian ở bên cạnh nhau, anh cũng phải tìm cái gì đó để anh giải quay chứ. Em trách anh. Còn em thì sao? Cảnh sát tới nhà em đâu có báo cho anh đâu. Anh mà không nhanh tay thì chuyện gì xảy ra? Thật sự là em không biết. Những nhiệm vụ khẩn cấp thì em sẽ không được báo trước địa điểm. Cho tới khi tới thì em mới biết thôi. Bây giờ anh có lỗi, em cũng có lỗi, coi như mình xí xóa. Anh yêu có một mình em thôi à. Bây giờ nếu như em không tin, anh giết nó cho em coi. Sao mày không giết tao đi? Còn bắt Tường Vi làm gì? Tao thích thì tao làm thôi. Tao muốn mày phải đau khổ. Khi tao điều tra anh Thư và biết được căn cứ của tụi bay và điều tra hồ sơ của mày thì mới biết được là mày còn có một đứa em gái thất lạc mà mày cứ tưởng là đã chết. Không ngờ hai anh em ở chung nhà mà lại không biết nhau. Hôm nay gặp rồi lại ly biệt tiếp. Mày có biết tại sao tao lại bắt Tường Vi công khai đoạn clip không? Chủ yếu là muốn dụ mày ra phố đi bộ để giết mày trước mặt mọi người. Nhưng mà mày thì may mắn quá. Khi tao xuống đường thì gặp một tên. Hắn bảo là hắn biết mày. Xin chào madam. Chắc là cô đang tìm Ad đúng không? Anh biết Ad? Biết. Mà anh đi theo tôi. Đi đâu? Đi để lấy lời khai. Thấy nãy giờ hơi lâu rồi đó madam. Điều tra thôi mà. Có cần phải vô tới đây không? Bởi vì tao muốn chính tao tao giết mày nên tao không thể đâu để hắn làm lộ chuyện này được. Chính tao là người đã sắp xếp nhắn cho anh Thư và ông Phú Trọng. Tao muốn ông ấy đến đây và chứng kiến cảnh tao giết mày để trả thù cho anh Huy. Nhưng mà ông ta lại giỏi quá, dám nhìn với tao. Cho nên tao phải bắn ổng. Ổng chết là đáng mà. Giờ thì xin vĩnh biệt.
tất cả ra khỏi chỗ này, bom đang sắp nổ. Biết muốn chết hay cái gì? Yên tâm, có anh hai đây. Như là anh này, quên, quên từ từ. Đúng rồi. Mọi người đi đi, tôi sẽ giúp ông. Không, em không để anh một mình được. Em nói cho dù như thế nào, em cũng nghe lời anh đúng không? Lúc này là lúc anh cần em nhất, em phải chăm sóc cho Tường Vi. Anh Quân, anh đưa mọi người rời khỏi đây đi, thời gian không còn nhiều đâu. Còn em thì sao? Em không sao, mọi người đi đi, em tự lo liệu được. Chỉ còn 30 giây, không đi là không kịp đó. Mày anh, mày xuống đây chi vậy? Em đừng tắt đi lên trên, mọi người đi chung với em đi. Nhanh lên, nhanh lên. Đi, đi nhanh lên đi. Chị ở đây mà, mọi chuyện nó cũng sẽ qua thôi. Thôi nín đi nha, chị có cái này cho em coi nè. Anh hai đây, thời gian qua cho em sống cực khổ lắm hả? Anh hai xin lỗi nha. Vì vì anh hai không biết là em vẫn còn sống. Anh cứ nghĩ là em và ba đều đã mắc trong vụ khám xét. Nhưng biết em vẫn còn sống, anh hai rất là vui. Từ gian qua anh hai không biết em sống như thế nào. Anh hai vẫn sống tốt,
giúp được rất là nhiều người. Và anh hai rất nhớ em và ba. Sau này em nhớ lời của anh hai, không có anh hai và ba ở bên cạnh, em phải cố gắng mạnh mẽ lên, giống như anh hai, biết không? Tường Vi, em nhớ phải nghe lời chị anh Thư nghe chưa? Phải vui vẻ lên, em hiểu không? Và sống thật ý nghĩa. Chỉ có chuyện gì, anh hai và ba vẫn ở bên cạnh em, nên em phải cố gắng kiên cường. Cũng trễ rồi, anh hai phải nghỉ sớm nha. Sáng mai anh em mình có gặp nhau nữa. Em nhớ phải nghe lời anh đó, không được hư. Phải nghe lời chị anh Thư nghe chưa? Bye em. Cô em rất lo lắng và thương em. Khi mà thấy em còn sống và xuất hiện ở trên cái đoạn clip đe dọa đó, anh ấy biết lần này rất là nguy hiểm nên đã quay lại cái đoạn clip này gửi cho em xem đó. Những này còn có chị mà. Em là thằng em dũng cảm nhất mà anh từng gặp. Cho dù tôi với cậu có là anh em đi nữa thì tôi cũng không thể nào nhắm mặt đi qua chuyện này được. Cho dù cậu có làm đi chăng nữa, cậu cũng phải tuân thủ theo pháp luật, cậu có biết không? Em hứa với anh, sau chuyện này em sẽ để cho anh toàn quyền quyết định. Nhưng anh phải cố gắng sắp xếp giúp em vở kịch của ngày mai. Được rồi, tôi sẽ phải lợi vì cậu lần này. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp tất cả mọi thứ để cho kẻ đứng sau phải lộ diện. Nhưng cậu phải hứa với tôi, sau khi kết thúc tất cả mọi việc, cậu phải theo tôi về đầu thú. Em sẽ hứa với anh, nhưng em muốn anh giúp em một chuyện. Nếu lỡ ngày mai có chuyện gì, nhờ anh chăm sóc cho Tường Vi và anh Thư giúp em. Anh sẽ không bao giờ quên em. Anh là ông sếp khó chịu, khó ưa, nhưng những lúc khó khăn nhất, anh là người luôn bên cạnh của em. Chúng tôi rất biết ơn những người dân. Cảm ơn anh vì tất cả. Thế giới cần những người tốt như anh.
Anh Thư cứ để đó tôi lo. Vài bao cơn mưa, vậy người có trái tim mình đủ rộng để phải ôm hết nắng mưa bao giông. Thứ ta hy vọng vỡ tan đau lòng và em không. Đóng hồ sơ. Vụ án này nghiêm trọng như vậy, làm sao có thể nói đóng là đóng được hả sếp? Phú Trọng đã không còn, Ad cũng đã chết, bằng chứng cũng tạm thời đầy đủ, thì vụ án cũng nên đóng lại thôi. Tôi thấy việc này không đơn giản đâu, tôi muốn tiếp tục điều tra. Bây giờ tôi hỏi cậu, cậu là sếp hay là tôi là sếp? Khi nào cậu lên ngồi trên cái ghế của tôi đi, lúc đó cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng mà bây giờ cậu ra ngoài, tôi cần làm việc. Vụ án tới đây đã khép lại, nhà kia yên tâm. Bị sếp chửi hả anh? Ừ. Ôi. Ý. Cậu làm gì vậy? Em chỉ muốn ăn ngủ với anh thôi mà. Làm vậy đến chi? Em xin phí. Em tính như vậy, em sẽ ráng làm thiệt là giỏi, em lên làm chức lớn hơn ông, em đuổi cổ ổng, em cho anh làm sếp, anh chịu không? Dạ em chào sếp. Dạ em chào sếp. Thôi, tối ngày anh chọc em hoài. Bao lâu thì cậu lên làm sếp lớn? Cái đó em chưa tính, nhưng em tin em sẽ làm được. Tôi cũng tin cậu có thể lên làm sếp lớn. Thiệt hả anh? Nếu... Nếu gì? Cậu bớt bao đồng, bớt linh tinh và lo tập trung phá án đi. Ủa nói sao vậy, mấy cái vụ án đó em phá không chứ ai, em đi điều tra cho đồng anh. Đồng chí Trung. Dạ. Nhanh chóng quay trở lại tập trung lo phá án, vụ án 098, nhanh lên. Rõ. Lá cờ đỏ tao cắm, cái đó là lời phán quyết định đưa tụi mày đến nơi. Ngày thanh trừng